lâu ra sao đêm vui với phới. Giới thiệu đôi nét về mình đi, con tên gì, đến từ đâu? Con tên là Nguyễn Thị Yến Nhi, năm nay con 11 tuổi. Rất là muốn đón con về với đội của cô, nhưng mà vì trong đội của cô cho đến thời điểm hiện tại á thì đang cần một màu sắc khác. Tuy là ngày hôm nay tiết mục của con chưa phải là một tiết mục quá xuất sắc, nhưng mà nó cũng rất là tình cảm, rất là ngọt ngào và nhẹ nhàng. Và cái cách mà con trò chuyện với mọi người cũng cho thấy con là một cô bé rất là đáng yêu. Cô cảm thấy rất là có thiện cảm với con. Và cô cũng xin lỗi con vì cô chú chưa chọn con. Con đừng buồn cô chú nha. Cảm ơn cô. Yến Nhi thân mến, nếu như mà con vẫn đam mê ca hát và con yêu thích ca hát thì mình cố gắng mình học thêm với cô giáo thanh nhạc nữa ha. Và năm sau chú tin là con quay trở lại, hứa với chú quay trở lại chương trình này được không? Hai chú cháu mình đập tay nha. Dạ, yeah, cảm ơn con rất là nhiều. Nào, bây giờ mình đi xuống dưới ôm các vị huấn luyện viên một cái. Cảm ơn con, Yến Nhi. Xin chia buồn với bé Yến Nhi và hẹn gặp lại bé ở những mùa thi sau. Tiếp theo, hãy đến với một cô bé xinh xắn, đáng yêu đến từ vùng đất Tây Nguyên, Lâm Đồng, Phương Nhi. Gió thổi năm đông con
hát xong mà hai tay lạnh ngắt, đổ hết mồ hôi run cầm cầm. Dạ, giới thiệu đôi nét về mình đi, em tên gì? Dạ, em tên là Trần Phạm Mai Anh. Dạ, thưa ban giám khảo, em tên Nguyễn Thị Trúc Mai. Trời ơi. Hai em mấy tuổi? Dạ, hai em 9 tuổi. 9 tuổi hả? Hai em đến từ đâu? Dạ, đến từ An Giang. Còn em? Em đến từ Phú Quốc. Wow. Bạn An Giang, bạn Phú Quốc nha. Chú Bạch đố con nha, đặc sản của Phú Quốc là gì? Dạ, đặc sản ở Phú Quốc con là có gỏi cá trích với gù xiêm với nước mắm Phú Quốc. Hay quá. Giỏi quá. Còn mấy anh, đặc sản của quê con là gì? Dạ, đặc sản của quê con là mắm dâu đốc, bún cá và bánh bò, đường thốt lốt. Đường thốt lốt. Giỏi quá. Tụi con tự nhận xét về bài hát của mình hồi nãy thấy như thế nào? Dạ, tụi con chưa hài lòng lắm. Ở chỗ nào? Ở điểm nào? Chỗ nào mà chưa hài lòng? Cái chỗ, cái lúc mà lần đầu tiên con lên, điệp khúc của con lên chưa tới. Bây giờ cho con hát lại một lần, con hát lại câu đó đi. Đó. Vỗ tay đồng chí cái nào. Dễ thương quá. Đang đứng dây còn thôi còn nói, cha mẹ mất rồi con biết tìm lại đâu. Wow. Phút này thì quá mùi. Còn tí xí. Hình như là mình có một cái quyền. Về giấy vẫn quyền. Hay rồi ha. 1, 2, 3 vô. Yeah. Chúc mừng hai bạn. Hai con dễ thương lắm luôn á. Dễ thương lắm. Nhìn cưng quá à. Hồi nãy á, em xây qua đây á, em nói em năn nỉ bên đây, em xây qua đây em năn nỉ bên đây, không ai chịu bấm hết. Để cô đính chính một chút xíu. Cô Cẩm Ly không có cần phải năn nỉ, cô muốn nghe hết từ đầu tới đuôi để cô thấy ở tụi con có điều gì. Cô Trang à, thấy không, bây giờ hát đã hết hết trơn rồi, dừng luôn rồi cũng không. Bây giờ như vậy, ngay cuối cùng là cô gạt cái cần, nhưng cái chuyện nó không quan trọng, quan trọng là vô đội cô nó vui dữ lắm. Trời ơi, cô làm chỉ có một mình đội cô mới vui vậy. Biết sao? Dạ. Đó. Con mà ở trong đội của chú là ở trên áo con không phải là hai cái bông đó đâu. Đây nè. Mà là con vịt nè, ngôi sao nè, con thấy không đó. Đây con muốn con nào con chọn đi chú nhìn đây nè. Chú nói thiệt với hai con nha. Ở đây không phải chú cố tình chú giành giật gì hết trơn trời á. Nhưng mà để nói cái chuyện mà vui này, đây nè, kỷ niệm của chú Thanh Bạch. Có cái hình của chú Thanh Bạch ở đây. Chú sẽ quyết định thầm ở trong bụng với cô Trang là: Trang ơi, bây giờ mình sẽ tập một cặp nào nhí thiệt là nhí, dễ thương thiệt là thương, với một điều kiện như về đội của mình. Em nè, anh Vũ ơi, bây giờ mình có cái gì mình tặng cho hai bé anh Vũ à? Tặng đôi dài thì bự quá. Hai con, chú nói nghe nè, bây giờ hai con hát nhạc dân ca trữ tình đúng không? Quánh đàn guitar chi, chú có đàn tranh ở nhà thì hai con hợp với hai đứa lắm luôn đó. Con đàn tranh, cô cũng đẹp, có đàn tranh trong đời, hiểu chưa? Đó. Cái gì vậy cô Trang? Cô thì cô Trang không có quà giống như chú Thanh Bạch. Cô Trang chỉ có tấm lòng thôi. Tấm lòng của cô Trang thôi. Mà cô Trang có Andy á. Andy quá đẹp trai. Thôi con, chú nói cho con nghe nha. Cô Thu Trang có một với Andy thôi mà. Cô mang rau bán khắp các ba thí sinh rồi đó. Bạch tặng con, con cứ vẫn cứ nhận, mình con cứ cảm ơn bình thường, chứ mình không phải vì món quà mà phải về với bên người đó. Con muốn vào đội nào thì con cứ vào. Cái gì vậy? Có cái vòng ta đã tặng cho bé. Cái gì đâu vỗ tay, có gì đâu mà vỗ tay. Trời ơi, cô Trang bên đây tặng cái đàn, cô Thu Trang bên đây tặng cái vòng. Chú Nghĩa tặng cái đồng hồ. Này, tặng con mắt kiến à. Đừng đi, bây giờ cô chỉ nhắc con như thế này. Thứ nhất là mình về đội cô Đoan Trang với chú Thanh Bạch á, mình có được đàn guitar làm kỷ niệm. Cô Trang, dạ, xác nhận ngay lập tức. Cô nói câu đó là cô phải nói nếu không về thì có được nhận cái đàn đó không? Cái nếu mà con về, không về, cô sẽ cho con còn nhiều hơn cái đàn này. Cho anh xin phép cái này món quà phải không? Nó nghe là lạc dây quá, giờ chỉnh lại đi. Cái gì? Đoan Trang về trước đi. Thôi chú đi về. Con gái qua đây đứng, qua đây đứng, con gái này cho chú đứng đây. Con gái bên đây qua đứng, bên đây đứng. Chú dàn xếp cho dễ lắm. Bây giờ vậy nè, đội chú với đội cô Ly thì mọi người cũng biết là chuyên về dân ca đúng không? Đó. Còn đội cô Trang và đội chú Vũ đều rất muốn hai con về, cho nên là chú mong muốn rằng các con sẽ làm đẹp lòng tất cả mọi người bằng cách hai con đứng ở đó, hai cái đường đi về hai đội kia, nhưng mà thật ra đến đó các con quẹo vô về đội chú. Thôi đây cô nói nè, bây giờ hai đứa con cứ đứng ở đây bình tĩnh và chọn lựa, không sao hết, đi thẳng quẹo phải quẹo trái chỗ nào cũng được. Nhưng cô nhắc lại, nhà cô con ơi, được ăn bánh
Được bơi, tụi con có thích bơi không? Con ơi, cái vòng này con mang vừa. Hai con quyết định đi, mấy giờ chia lẻ ra được không? Sâu xì, sâu xì kìa. Sâu xì kìa. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Wow, wow, wow. Khang điểm 1 đến 3 chúng ta dắt tay nhau nha. 1 2 này, 3 xin mời. Về đây. Đường phố đã vào hè, bạn bè đã vào hè, mà sao em còn trong mê mãi. Đường phố đã vào hè, con ve đã kêu hè, mà sao em còn trong đớn đau. Ôi đưa em cút côi. Từ nay không còn nhìn đâu thấy nữa. Ôi đưa em cút côi. Từ nay không còn được ca hát nữa. Em rồi, chúng giết bằng chất độc màu da cam, chúng giết bằng chất độc màu da cam. Chất độc màu da cam năm xưa đã giết chết mẹ tôi, trong một chân tàn để lại cho tôi. Cho em từ bóng đêm, từ giọt hồng cuộc sống. Nhưng giờ đây sự ấm của chiến tranh là chất độc màu da cam đã tàn phá em tôi, đã ăn vào cơ thể em tôi. Mẹ ơi, không thể nào, không thể còn gặp lại em yêu. Mẹ ơi, không thể nào, không thể nào còn gặp lại em yêu. Yeah.
rất tuyệt vời. Xin được giới thiệu Hồng Nhung. Và chắc hẳn là quý vị cũng đã nhận ra phần phụ diễn rất tuyệt vời của ca sĩ Đoan Trang. Thế chị có thể cho biết là cái động lực nào mà chị hy sinh vì học trò của mình nó quá là mãnh liệt đến như thế này được không ạ? Đêm nay là đêm cuối cùng rồi thì sẽ chia tay các con. Cho nên mình sẽ làm những cái gì đó động lại cái kỷ niệm đối với các con trong trong đội với nhau. Cho nên là cô xin được chúc mừng con rất là tốt Hồng Nhung. Em xin được cảm ơn Bạch là người đứng kế bên luôn hỗ trợ những cái quyết định mạo hiểm của Trang. Cái chất độc màu da cam thế hệ này không bị, mà có cái gen có dioxin ở trong người thì có thể bùng phát qua thế hệ tiếp theo nữa. Để giải thích cho bé Nhung hiểu thì bé Nhung may mắn là cùng với chú Thanh Bạch với cô Trang đi thăm cái trại của trẻ em mà bại não khuyết tật ở Thị Nghè. Con cái lấy cái đó làm cảm xúc, con đã gặp các em bé đó thì con mới có cái kinh nghiệm sống. Chứ bây giờ chất độc màu da cam đối với tụi con không biết cái gì, nó xa lạ lắm. Thì tất cả những điều đó, may mắn là chúng tôi cũng có những thời gian bên nhau, cùng chia sẻ buồn vui và làm những công việc mà giúp đỡ cho sự phát triển. Và cái điều đó con đã làm ngoài sự mong đợi của huấn luyện viên, mà tụi con đã đầy đủ cảm xúc, ngôn ngữ của thế hệ mới. Bài hát có nhiều ca sĩ hát, nhưng tụi con là thế hệ hiểu được điều này, đã truyền cho những bé cùng trang lứa như vậy. Thì cái nhiệm vụ của con quá tốt đẹp và quá tuyệt vời. Xin hãy dành một tràng pháo tay cho gia đình Bạch Gia Trang ạ. Xin mời gia đình Vũ Trang ạ. Cô cảm giác được là cô Đoan Trang huấn luyện viên của con á, là truyền lửa qua cho con luôn. Cho nên từ lúc mà có huấn luyện viên của con thì cô thấy cái tiết mục của con giống như con hát cũng hay hơn, lửa hơn và con tâm huyết hơn nữa. Chú Nghĩa đang hình dung nếu như mà con ở trong đội của chú mà hát bài này, không biết làm sao mà chú múa được như cô Trang đây. Con đã làm quá tốt và chắc chắn là với cái giọng hát này con sẽ tác động được đến những khán giả ngang tuổi của con. Con sẽ đánh thức được trong những người bạn ấy một cái lòng trắc ẩn với những người đang chịu cái di chứng của chiến tranh, và mỗi người sẽ phải có trách nhiệm của mình với những cái người mà có hoàn cảnh khó khăn hơn đang sống chung quanh chúng ta. Một lần nữa xin được chúc mừng Hồng Nhung.
sông ăn cá, về sông ăn cá, về đồng ăn cua. Từ lúc vào đời vẫn quen đắng nè sớm trưa chiều hè, ôi đẹp làm sao Phương Việt. Các bạn nhỏ đã đưa quý vị đi với nhiều ca khúc khác nhau. Việt Nam trong tôi là ca khúc Mười Nhớ và ca khúc Hình Bóng Quê Nhà qua phần thể hiện của hai giọng hát. Đặc biệt là hôm nay thì quý vị có nghe được Minh Ngọc hát một chút về dân ca miền Nam với ca khúc Hình Bóng Quê Nhà mà những vòng trước thì cô nàng này của chúng ta chưa bao giờ thể hiện. Bây giờ thì Nguyễn Khang sẽ mời phần nhận xét của gia đình Cẩm Ly và Huỳnh Lập. Hai con không những hát tinh hoa của miền Bắc, không những hát tinh hoa của miền Nam mà con mang hết cả tinh hoa của nước Việt Nam của mình. Cái bài hát của con á, dắt cho tất cả mọi người đi xuyên Việt. Chú nghe xong chú cảm giác yêu nước vô cùng và muốn thiệt là muốn khoe cho các bạn quốc tế mà muốn nghe nữa. Nó đầy đủ hết tất cả những bản sắc ở trong đó luôn. Cái bài hát này nó làm cho mình cảm thấy một cái niềm tự hào dân tộc nó rất là lớn luôn. Khi nghe lên nó cứ hừng hực, dù đi đâu cũng không thể nào quên được mình là người Việt Nam. Cảm ơn tụi con rất là nhiều luôn. Nguyễn Khang xin mời phần nhận xét của ba vị giám khảo khách mời. Tụi con hát rất tốt về cái cách luyến lấy âm điệu miền Bắc, rất là mượt mà, ngọt ngào. Ngược lại thì qua tới miền Nam thì tụi con không phải là người Nam nhưng tụi con hát cũng ra cái chất miền Nam. Các con làm rất tốt, cộng thêm cái sự giúp đỡ của ban nhạc đã làm cho tụi con thành công cái bài hát này. Tụi cảm ơn. Rất ấn tượng. Hai giọng có vẻ như là mỗi người có một cái chất riêng, thế nhưng mà khi mà hát chung lại với nhau thì là một cái chất rất lạ. Một bài hát đòi hỏi nhiều kỹ thuật bởi vì nó qua nhiều đoạn mà, rồi với cái tiết tấu nhanh của ban nhạc như thế, nhưng mà hai em đã làm rất tốt, làm cho cái cảm xúc nó dâng lên cao trong lòng mọi người nghe. Xin cảm ơn hai. Cảm ơn chú. Dạ, xin mời cô Kim Sơn. Cách đây thời gian ngắn thôi thì chúng ta đã chứng kiến hai hoàng tử xiếc Quốc Cơ và Quốc Nghiệp trình diễn trong một chương trình tài năng ở Anh. Hai chàng trai đó luôn luôn nói cái câu là tôi đến từ Việt Nam. Có lẽ âm nhạc và nghệ thuật nó là cái thứ đi thẳng vào lòng người ta nhiều nhất. Và cuối cùng khi các cháu nhắc tới chữ là tôi yêu Việt Nam, cô Xuân rùng mình. Tại vì cô Xuân thấy rằng có lẽ bao nhiêu lời hiệu triệu, những lời kêu gọi, tất cả mọi thứ nó sẽ không thể nào, cái sức mạnh nó bằng những cái người trẻ, người ta nói cho mọi người biết là tôi là thế hệ tương lai và tôi tự hào ở cái quê hương nơi tôi sinh ra và lớn lên. Tôi yêu lắm cái thế hệ của các bạn, không cần phải nói những lời đao to búa lớn,
Nhưng chính qua hành động của các bạn, chính qua âm nhạc của các bạn làm cho chúng tôi tự hào là có một thế hệ trẻ Việt Nam tuyệt đẹp. Cảm ơn các em rất là nhiều. Cảm ơn cô. Xin cảm ơn cô Kim Xuân. Và các bạn đã truyền tải thông điệp cho rất nhiều bạn nhỏ đang theo dõi cái chương trình này rằng hãy luôn yêu mến Việt Nam. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Say bằng đôi tay tôi đã lớn thế này, vẽ thế gian bằng những nét ngang thẳng hàng, chẳng buồn về lo toan, tôi cứ đi trên những bước chân chẳng có nghĩ gì và toàn tình trước, từng mặt sự vươn mình nên vẽ lên trời cao rộng, cơn gió lộng nâng nhẹ tôi bay cao, vẽ tôi đang giữa trời sao vẫn bơ vơ. Bằng những nét nghiêng
dại khờ. Tôi đã lớn. Yeah. Thưa quý vị, xin được giới thiệu Châu Linh và Công Danh. Cảm ơn vũ đoàn ABC Thiên Thần. Mà thưa quý vị, không biết là quý vị có nhận ra được sự phối hợp rất là ăn ý của cả hai, không chỉ về giọng hát mà mỗi người đều có một cái thế mạnh rất riêng. Châu Linh thì có khả năng thêm nữa là về vũ đạo, nhảy rất là chắc. Còn Công Danh thì không phải nói, con là thí sinh nam mà cho đến hiện giờ là chú thấy được có sự mạnh mẽ trong cái phần thể hiện trên sân khấu này. Con đã khiến cho ông Bụt từ một người lành tính đã trở nên rất kích động. Bây giờ xin phép mời ông Bụt lên thể hiện cái vũ đạo chung với các bé hồi nãy. Có một cái đoạn đấy, vâng. Ông Bụt lên cái đoạn mà nhảy nhảy vậy nè. Hất tóc đi, ông Bụt hất tóc. Vũ đoàn ơi, mấy bé hát đi, ông Bụt quậy quậy giống vũ đoàn, có cái cây giống nè. Đó, cho ông Bụt đứng giữa đi con. Ừ, đó, cho ông Bụt đứng giữa nghe. Vậy thưa rồi. Ông Bụt là trưởng nhóm của vũ đoàn này đúng không? Đó đúng rồi, rồi. Trưởng nhóm rồi. Mấy cháu vũ đoàn cứ nhảy nghe, Bụt nhảy theo nha. Rồi. Bụt nổi dễ sợ luôn. Bây giờ nào, cùng nhau phát trần, cùng ông Bụt vũ điệu phát trần. Thôi, ủa sao hoài vậy? Hết chưa? Dạ, cháu lấy bài nhạc. Dạ. Gì đâu mà con động tác bữa cuối làm hoài vậy mấy đứa. Quá đáng lẽ cũng phải quơ qua quơ lại để có cái dưỡng sức chứ. Gì mà cứ đập cứ bữa vậy hoài, ông Bụt nào chịu cho nổi. Rồi, ra bây giờ là nguyên vũ đoàn ABC Thiên Thần cho Bụt chào một cái cho đẹp điệu hình của vô nè. Chào cho các bé nè. Hai ba. Trời ơi. Cảm ơn. Đúng giờ. Rồi bây giờ cảm ơn Bụt, hơi Bụt lớn tuổi rồi, Bụt về Bụt dưỡng sức đi, Bụt đứng đây tội nghiệp Bụt thở hồng hộc nãy giờ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của gia đình Vân Vũ. Các con có sự bản lĩnh, tự tin, làm chủ mình và các con hoàn toàn hiểu rằng mình đang làm gì ở trên sân khấu. Không phải bạn nhỏ nào ở tuổi này cũng có cái bản lĩnh như vậy đâu. Mà điều này đã được thiết lập từ những ngày đầu tiên khi các con đồng hành cùng với Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí rồi, chứ không phải là ngày hôm nay. Nhưng mà cho đến vòng thi này thì các con đã kiểm soát mọi thứ rất là tốt. Thưa con, ngày hôm nay thì nói dông nó dài không bằng nói ngắn. Thứ nhất là Công Danh ngày hôm nay tụi con vẫn giữ được cái điều mà cô chú mong đợi. Đó chính là cái lửa của tụi con khi bước lên sân khấu rất là tốt. Yeah. Về phần mà dàn dựng thì quá tuyệt vời rồi. Đi ra, đi vào, giao lưu ở đâu tụi con lại làm rất là tốt hết. Và đặc biệt ở Công Danh có sự mạnh mẽ. Còn bé Châu Linh con những cái sự lém lĩnh nhất định. Ở những cái màn chẳng hạn như là đôi mắt em thì con vẫn có những sự lém lĩnh ở cái gương mặt của con. Màu nâu tím mắt em rồi. Ôi đẹp dịu dàng. Quan trọng tụi con đó chính là thần thái của hai tụi con trong bài này rất là tuyệt vời. Rõ ràng là khi mà hai con xuất hiện lên sân khấu là đã có một cái lửa và một cái nhiệt khi bước ra sân khấu đã truyền đến cho khán giả rồi, và càng ngày nó càng được tăng tiến dần. Và thấy lúc nào là hát xong nhảy xong hai đứa phơi phới à, cảm giác không có mệt mỏi gì hết trơn á trời á. Và cái điều mà chú cực kỳ quan tâm nhất đó chính là cái sự diễn xuất và thần thái của hai đứa. Nếu như mà các bạn nào mà chỉ thích hát thôi là các bạn cứ hát thôi, chứ các bạn không diễn theo từng cái câu hát của đối phương đang hát như thế nào đâu. Nhưng mà hai bạn này có một sự ăn ý từ diễn xuất đến giọng ca, đến cái sự tương tác với khán giả luôn. Nói chung là đối với chú, đây là một phần trình diễn vô cùng tuyệt vời. Cảm ơn hai con. Yeah. Yeah.
nhưng điều vẫn qua màu. Người ra tâm bên cầu chả nói xôn xao. Phương xa thêm Hà Nội trước tôi đến chung vui. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Lên. Cho là báo lên. Đó là Cẩm Tú và anh Khôi. Cảm ơn các bạn. Và bây giờ nhờ hai con tí xíu thôi là xin mời hai con hát lại câu đoạn cuối cho cô Thu Trang chở chú Dương Triệu Vũ dùng cái xe này coi. Tội nghiệp cái xích lô. Cô Trang sẽ chở chú Dương Triệu Vũ bằng cái xe này. Con hát cho chú cái điệp khúc la la la. Có nên không các bạn? Bây giờ thử thách. Hát ghê á, tôi bận dây mà bắt tôi đạp xích lô. Hoàng Trang ơi. Tôi bận dây mà bắt tôi đạp xích lô nè, có chịu nổi không? Có ai chụp giùm em cái hình này được không ạ? Dễ thương quá à. Có đạp được không? Ý sao bận cái đầm này mà kêu bắt đạp xích lô. Rồi đổi lại đi. Rồi anh âm nhạc cho tụi em cái điệp khúc nha. Điệp khúc nha con. Dạ. Đừng có đạp xuống dưới nha. Dạ. Vỗ tay. Rồi gia đình chụp tấm hình nha. Cười lên, nhìn lên phía trước camera. 1 2 3. Rồi cảm ơn gia đình, trời dễ thương quá, gia đình đạp xích lô. Trời ơi. Vũ. Dạ. Bữa nay sao thấy cưng dữ vậy? Đẹp trai không? Tí ghét mặt tí giống Andy con em á chị. Từ mấy tập đầu em đã nói anh Khôi rất giống Andy con em mà. Trang ơi, Trang. Dạ. Trang bước lên đây cho mọi người biết là mình lần đầu tiên cái cảm giác mặc cái đầm sa rê sườn xám màu đen này mà đạp xích lô này như thế nào đi? Đọc khách lắm em ơi. Dạ, đã cho em cảm này cho giống. Dạ, lần đầu tiên em được đạp xích lô thì em cũng cảm ơn ba mẹ. Cảm ơn quý vị khán giả đã thương em cho em đạp xích lô. Dạ, em cảm ơn nhiều lắm. Cảm ơn Nguyên Khang đã cho Thu Trang lần đầu tiên bằng cái đầm rực rỡ như vậy để đạp xích lô. Yeah. Ừ, cảm ơn nhiều nha, khỏi ăn bánh không lan. Tú, con thấy cô Trang đạp xích lô chở chú Dương Triệu Vũ, con thấy làm sao? Phải khen nha. Cô
can đạp mệt lắm á con à. Cứ nói thiệt, thiệt đi con, nói thiệt đi. Con nói thiệt lòng đi con. Con thấy sao, có mang tính chất hoạt hình không? Dạ. Dạ có. Dạ có, dễ thương đúng con không? Con bé nó suy nghĩ thiệt thương. Lâu nó mới dám nói. Dạ. Còn con thấy sao? Con thấy sao Khôi, dễ thương không? Dạ thưa chú, là con thấy cô Trang đạp xích lô thì con thấy cô Trang đạp rất là thoải mái. Và chú Dương Triệu Vũ thì ngồi đọc tờ báo rất là vui. Trời ơi, đúng là gia đình, con của gia đình này rồi. Con thấy chú chỉ đại người ở với chú Thanh Bạch bán báo được không con? Dạ được. Ủa khoan, vậy là ý con nói là cô Trang hợp với nghề đạp xích lô hay cái gì vậy đúng con? Đúng rồi. Thôi, bà nhiều nghề lắm luôn á, sau chương trình này có nhiều nghề lắm đó. Rồi bây giờ xin mời gia đình huấn luyện viên Đại Nghĩa và Cẩm Ly chia sẻ về tiết mục Mashup đêm đô thị và Sài Gòn đẹp lắm à. Chia sẻ cái gì nữa, hai đứa bé nó dễ thương quá trời rồi còn gì nữa mà nói. Đúng không? Hát cũng hay, thấy không? Gương mặt hai đứa ra rất là sáng đào, sáng kép, nhìn chiều cao cũng tương xứng với nhau. Rồi cái phong thái tụi con rất là thoải mái, nhẹ nhàng. Rồi chưa kể có nguyên một cái nhóm múa vũ đoàn ABC Kids xung quanh của con. Nó quá đẹp, quá dễ thương, đã vậy còn thêm chiếc xích lô rồi bán báo nữa, chịu gì nổi. Dạ con cảm ơn chú. Công nhận bướm với bướm hợp nhau ha, ma ma hoài. Hôm nay mình hợp nhau lắm anh ơi. Dạ. Xin mời huấn luyện viên Cẩm Ly. Thứ nhất là cái tiết tấu của bài hát nè, rồi hai bé hát rồi nhảy nè, nói cái khung cảnh mà mình dàn ở xung quanh nãy như Nghĩa nói, đặc biệt là giống như đang đi dạo phố phường sau lưng cái màn ảnh đằng sau đó, cái background đó quá trời, đang đi nó cái nói là cô là phải nói là thấy rất là một cái không khí rất Sài Gòn của đô thị của mình rất là tươi mới và sôi nổi. Chúc mừng tiết mục của hai con. Nhưng mà nói nghe nè, hôm nay tôi nhìn cái mặt ảnh nó cưng quá đi. Dễ thương không? Khi mà ảnh cưng rồi là nhìn làm gì cũng được, mà ảnh nhảy nghe ảnh lắc hông dễ sợ còn hơn gái. Ngoáy. Cô Cẩm Ly coi coi. Nhảy cái coi. Không phải. Lúc mà nhảy ngoáy là đô thị lúc đầu á. Đó. Cái này nè. Đó. Làm lớn đó, làm lớn. Trời ơi, thấy chưa? Để chịu nổi không? Cô Ly con làm cũng được dạ. Trời ơi sập nhà. Ủa anh giận nghĩa. Ai vậy anh Nghĩa? Anh giận ai vậy? Giận người ở chung nhà. Đi khen nhà hàng xóm quá bỏ qua. Nói nghe nè, sao mà ganh tị với con chứ, nhỏ xíu mà ganh tị, con dễ thương mà. À Khôi, con thiệt là dễ thương á. Con này dễ cưng ghê. Thôi dễ thương vậy ha, đẹp trai. Chứ mày đi phải không? Chứ dạ mày đi dạ đúng không? Rồi mấy tập đầu em có nói rồi, giờ không cho nói nữa. Thôi được rồi anh Nghĩa, mình giữ lại cái hình ảnh để người ta vẫn thấy cái sự dễ thương của bé. Mình hơi bị quá. Dạ anh là quá sự dễ thương. 20 năm trước là anh Nghĩa cực kỳ dễ thương, giống y chang như bé này. Dạ. 20 năm sau chú vẫn dễ thương y chang như con vậy đó. Và bây giờ xin mời gia đình của huấn luyện viên Bạch Gia Trang chia sẻ. Cô Trang hồi nãy cũng ngồi xích lô đúng không? Dạ thưa cô ngồi xong bây giờ bánh xe nó bị xẹp rồi cô ơi. Ơi cô Trang nãy giờ chưa có trả tiền xích lô hả cô Trang? Yeah đúng rồi, đi qua rồi đi bà ơi. Đúng rồi. Ủa hả? Trả tiền nữa hả? Chứ sao? Trời ơi, đạp không vậy hả? Tháo cái cục hột xoàn, tháo cục hột xoàn xuống trả. Không gì, chỉ muốn lên cạp cho hai đứa này cái. Cái gì vậy? Trời ơi, con ta. Dễ thương vậy thôi. Cho nên thì vỗ tay vậy thôi. Yeah. Cảm ơn cô. Dạ, xin mời huấn luyện viên Thanh Bạch. Chú Bạch có cảm nhận nha. Đang giữ lại mới có vung ra tính 80% thôi, còn 20% để giành lại. Chứ bây giờ một bưng 100% thì nó còn cái gì nữa phải không? Đó, cái sự tiềm ẩn đó, chú Bạch đang chờ đợi để tụi con bùng nổ cho lần tiếp theo. Con cảm ơn chú. Chắc chắn rồi, chúng ta sẽ cùng chờ đợi các bạn ở những tập sau. Và bây giờ chúng tôi xin mời nữ hoàng đạp xích lô chia sẻ. Tên mới luôn đó bà nha. Tên mới, trời nữ trời. Hoàng đạp xích lô. Sang mà đọc luôn. Đúng thiệt, cái này là lịch sử luôn á. Trong lịch sử nhân loại, lần đầu tiên có một người mặc áo đầm soire đạp xích lô. Áo đầm 2 dây đeo đôi guốc đạp cái xích lô tí hòn. Mà đúng đạp, rồi. Đạp rất có tâm. Đạp miệt mài mà hai hành khách không ai trả tiền. Không ai trả tiền, đến tức nó đau. Hai con thì thật sự là cô Trang không còn gì để nói với hai con nữa rồi. Tại vì những cái lời khen là cô chú cũng đã khen, và những cái tuần trước cô Trang cũng đã nói rất là nhiều, cũng khen tụi con rất là nhiều rồi. Và cô Trang chỉ hy vọng là tụi con cứ giữ cái đà này và tiếp tục phát triển thôi. Cảm ơn tụi con. Cảm ơn cô. Và xin mời huấn luyện viên Dương Triệu Vũ. Hai đứa là hai người mà Vũ cảm thấy là dù là nhỏ tuổi đi nhưng mà lại có một cái sự bản lĩnh và gần như là máy móc
ở trong cái cách mà làm việc, tại vì hai cháu rất chăm chỉ. Ồ, bản lĩnh nó tự động. Dạ, tự động đó. Tự động nha. Một phần nữa là nhờ người thầy của hai con, đó là cô Trang. Và nhất là ngày hôm qua đó, khi mà Vũ thấy cái tiết mục này nè, nó bị thiếu cái cá tính ở trong đó, là tại vì lúc đầu là chỉ có nhảy không, không có những nhân vật. Mà đối với Vũ á, nếu nói về Sài Gòn là phải nói về nhân vật ở trong thành phố Sài Gòn mới làm nên một cái Sài Gòn của mình. Những người như bán báo, đạp xích lô, những cái tinh thần rất là lạc quan, rất là dễ thương, cho dù không cần biết là cái tầng lớp xã hội hoặc công việc như thế nào, vẫn đầy cái sự lạc quan và cái sự yêu đời đó. Đó chính là cái mà làm nên Sài Gòn. Và hôm nay hai con đã gợi cho mọi người lên thấy được cái đẹp và cái hay và cái tuyệt vời của Sài Gòn như thế nào. Sài Gòn đẹp lắm, cảm ơn hai con. Cảm ơn chú. Và ngày hôm nay, Bảo Ngọc sẽ dành tặng một ca khúc đến các bạn nhỏ. Đó cũng chính là món quà ngày chia tay. Mời quý vị thưởng thức bài hát Đêm Gành Hào Nghe Điệu Hoài Lan của tác giả Vũ Đức Sao Biển. Dòng sông trôi rất dịu dàng, như dải lụa vàng xuôi về phương đông. Gành Hào ơi, nửa đêm ai hát lên câu Hoài Lan, dần trăng nghiêng xuống trên vạt rừng tràm. Xe u xe u liêu phàng, dây tơ đàn kiếm muôn thiết tha. Xe u xe u liêu phàng, đưa cung đàn về trên bên xa. Dòng phu dòng luôn trong tình trạng
có nhớ con không? Tuổi mới hai con phải xa gia đình, cuối cùng thân một mình nơi xứ lạ người xa. Đêm nay nghe tiếng mưa lòng còn sao nức nở, tuổi thân còn thờ nó đôi biết nhớ. Mình đi, em tên gì và đến từ đâu? Dạ con tên Quý, 14 tuổi, con đến từ Sóc Trăng. Đây là một thí sinh người Khmer. Cái làn da của bé nó có làn da bánh mật rất là đặc biệt. Nhưng mà hôm nay thì anh nghe trong cái giọng hát của em so với cái lúc mà mình trao đổi nói chuyện với nhau với lúc tập nó có gì đó nó không có được khỏe lắm đúng không? Có vấn đề gì không? Dạ em đang bị bệnh. Đang bị bệnh cho nên là cái giọng hát đó nó chưa thực sự đạt phong độ tốt nhất. May là chưa đạt phong độ tốt nhất đó, mà còn hát tôi muốn rụng rúng vậy đó. Thử coi phong độ mà tới nóc coi. Trời đất ơi, ai mà chịu cho nổi con ơi. Con không những hát hay mà cái màn vừa mở ra tất cả mọi người đều vỗ tay, thậm chí là rú lên. Trời ơi, xoay ca là em đó quá. Em rú đó. Xoay ca là em á. Đẹp trai quá. Xoay ca. Con có chút giọng, giọng của con nó vang, nó sáng. Nhưng mà bài hát này con bị mắc rất là nhiều lỗi. Con nó bệnh mà. Không, mình đang nói trên cái mình chưa có biết kìa. Mình đang nói là cái hiện tại ở đây. Còn cái bệnh là con chia sẻ sao. Cái màu giọng của con thì được, con chỉ thiếu tình cảm nữa thì nó sẽ tốt hơn nhiều. Cho nên là cô nghĩ là cô với chú sẽ cho con một cơ hội để được đi tiếp. Rừng cho con đỡ đôi qua đêm. Tôi muốn quên đi đôi chân trần, cha đi lượm từng hạt thóc cho con một bữa cơm chiều. Oh,
cha đi giữa rừng hoang vu, lưng cha thì đôi nắng gầy, ôi tóc bạc tựa trắng soi cả cuộc đời và cả một đời đôi chân trần. Dậy, dậy hả em? Dậy. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bản mashup 2 ca khúc Đôi Chân Trần và ca khúc Giấc Mơ Trưa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với nhận xét của gia đình Bạch Gia Trang. Tụi con gặp một cái điểm khó là Đôi Chân Trần và Giấc Mơ Trưa là hai bài đơn ca. Chính vì vậy cho nên cái không gian của chúng ta nên xác định là mình và bạn diễn của mình là cùng một phía hay là đang đối thoại, thì tụi con sẽ rất là dễ chia vai để cách mình hát và cái cách giao lưu của mình nó rõ ràng và nó minh bạch. Giọng hát tụi con rất là tốt, chỉ có điều là khi tiếp xúc với micro âm thanh thì phải quản lý được cường độ của giọng hát của mình. Thí dụ cái câu kết của tụi con này nè, một giấc mơ tan, tụi con là rock mà, tụi con cái con dày, tụi con mạnh quá cho nên là cái giấc mơ đó như nó chưa tan kịp, nó chưa có tan kịp mà nó ập tới thì nó sẽ làm giảm bớt cái cảm xúc ở trong lòng của người nghe. Ý chú nói đây là cái cường độ thôi, mà cái kỹ thuật tốt là không phải dễ mà có. Chích cái độ xa và xa đến mức độ nào thì cái điều đó phải kinh nghiệm trau dồi cái này hơn, và tụi con sẽ làm chủ được giọng hát của mình. Và bài khó cỡ nào, cao cỡ nào không có ngại, mình bung ra hết mức. Các con có thể khắc phục ngay bây giờ. Hát câu kết đi tụi con. Mùa gió mơ ta. Đẹp quá trời. Trời ơi, hơi bị xa quá một chút nha con. Chứ mà khó quá. Bởi vậy nó cũng rất khó. Có nghĩa là một hồi thì anh Bạch bảo sao nó bị lớn quá, nhưng mà khi nghe chú Bạch nói xong thì kéo ra thì nó là nhỏ quá. Không vậy không? Nó là nhỏ quá, cho nên cái này là phải thời gian với kinh nghiệm. Trong một khoảng thời gian rất là ngắn, những cái điều mà cô chú chia sẻ với con gần như là chỉ là kinh nghiệm để các con có thể tiếp thu được cái phần nào và tự rèn luyện là chính. Nhưng cái chính là chúng ta có tiềm năng, chúng ta có nội lực, chúng ta có rất là nhiều thứ. Chỉ cần thêm khoảng thời gian nữa để các con trưởng thành hơn trong giọng hát cũng như là trong phong cách trình diễn. Dù sao thì các con cũng đã mang đến cho cô chú cũng như là rất nhiều quý vị khán giả khi nghe lại hai cái bản này mashup lại với nhau, nó có những cái cảm xúc rất là đẹp. Cảm ơn các con rất là nhiều nha. Xin được cảm ơn 6 vị huấn luyện viên của chúng ta đã chia sẻ cho các bé những kinh nghiệm để có thể hoàn thiện mình hơn. Vết thương người nào
điều này rộn ràng êm ái. Có thể một ngày mai chúng ta sẽ more.
Một tràng pháo tay cho Thảo Nhi và Trâm Anh. Xin được cảm ơn Vũ Đoàn Phương Việt. Và đặc biệt hơn hết xin được cảm ơn Hòa Mizzy. Không biết cảm xúc bây giờ của anh Thanh Duy và chị Khả Như như thế nào ạ? Bài này nói thật là coi rất là hấp dẫn á. Khi mà coi á là mình bị cuốn theo cái sự biểu diễn và cái giọng hát của hai con. Từ càng ngày á là cái tiết mục nó càng đẩy lên một cái sự cao trào về dàn dựng, về múa, về đánh trống, tất cả mọi thứ đang xen đường dây nước bước, tất cả mọi người đi vỗ tay vì cái sự ăn xâm đó của ba cô trò. Cảm ơn em. Không biết Hồ Bị Chung thì như thế nào ạ? Tụi con rất chính xác khi mà về đội của cô Hòa. Tụi con đang thừa hưởng được những cái tinh túy của cô Hòa truyền xuống cho tụi con. Ngày hôm nay thật sự nha, tụi con không bị lép với cô Hòa. Cô Hòa đã dìu hai tụi con đi trên một con đường mà ba người cùng hợp sức lại làm cho các bài hát nó càng hay hơn nữa. Chúc mừng tụi con. Cảm ơn anh. Còn chú Minh Lập, đội mình nè, mình thấy sao nè? Tụi con đã hoàn thiện được những cái gì mà tụi con đã mắc phải. Và tụi con đứng trên sân khấu chung với cô Hòa thật sự xứng đáng. Và chú nghĩ đây là một tiết mục thành công của ba cô trò. Cảm ơn anh. Còn Hòa thì sao? Cái khả năng về cái giọng hát cao thiên phú của các con á, nó giúp em ở một cái là em nói gì và bảo các con làm thế nào các con cũng làm được hết. Những cái về thanh nhạc em rất là kỹ luôn, các con đã cố gắng làm hết sức mình rồi, không biết kết quả tiếp theo như thế nào, nhưng mà cô hy vọng là chúng ta đã có những cái giây phút học tập với nhau, mặc dù có những phút bắt đầu vào lớp là rất là nghiêm khắc, nhưng mà sau đó là đã rất là vui vẻ và hạnh phúc với nhau. Nên chúng ta sẽ mãi mãi là một gia đình. Các con hãy cố gắng nhiều hơn nữa và không bao giờ nghĩ là mình đã đạt thành công hay bất cứ một thứ gì cả. Đó là điều cô Hòa mong muốn. Cảm ơn cô Hòa. Cảm ơn cô. Một tràng pháo tay cho tiết mục này của hai cảm con. Cảm ơn anh Minh Vy, cảm ơn ban nhạc. Cà phê như muốn đổ. Ôi ơi, giới thiệu cho mọi người biết con là ai, con mấy tuổi, đến từ đâu? Xin chào tất cả mọi người, con tên là Minh Hằng, năm nay con 7 tuổi. Con đến từ đâu? Con không biết. Ủa? Con sống ở đâu? Thành phố Hồ Chí Minh hay là Hà Nội hay là Cần Thơ hay là đâu? Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi con thấy chưa? Ba cặp huấn luyện viên phía dưới đứng lên hết cho con luôn, là con nghĩ là mình hát quá tuyệt vời. Giờ con muốn là cặp nào chia sẻ trước nè? Cặp màu vàng hay màu đỏ hay màu hồng? Dạ màu vàng. Màu vàng. Xin mời Hồ Bị Trung. Tất nhiên phải nghe mình chia sẻ trước rồi. Tại vì ai bấm chọn Minh Hằng trước vậy ta? Minh Hằng ơi. Dạ. Mẹ tên là Trần Thị Diệu Nhi. Con có phải tên là Trần Thị Minh Hằng không? Rồi. Dạ không ạ. Dạ không. Hay, rất là một sự đồng điệu mọi người ơi, rất đồng điệu. Chứ họ tên đầy đủ của Minh Hằng là gì vậy ta? Hồ Minh Hằng phải không con? Dạ Ngô Minh Hằng. Con mà nó họ gì cũng không biết. Con người ta đẻ đâu mà ra là mình làm cha mẹ ngang ngược vậy con? Bỏ gia đình thì qua một bên nha con. Đúng rồi. Thật ra thì chỉ muốn là kiểu con nuôi thôi, kiểu vậy thôi. Con nuôi mà xin phép người ta chưa mà ngang ngược vậy. Minh Hằng có muốn làm con nuôi của cô Diệu Nhi không? Dạ muốn. Trời ơi, con ơi, con mà trả lời không á, cô không biết Diệu Nhi lúc đó ở đâu luôn á. Chắc là đào luôn cái hầm phía dưới luôn á. Không nghĩ là lúc mà cái màn á hả, vừa kéo cái cửa ra, con bước ra mà con có chút xíu à. Lúc mà cô Diệu Nhi nghe cái giọng con á, ồ cô bé này là cũng phải lớn rồi đây nè, mới có cái giọng khỏe, một cái giọng hay như vậy. Những cái lúc mà con gì kiểu á. Hồi nãy là bé nó có cái dằn gằn giọng á. Cái gì mà như xe máy nổ vậy trời? Ủa là xe máy hả? Em đã bảo rồi, chuyên môn để nhường cho anh Trung. Con biết đó, để cho ba Trung nói nha. Chứ hồi nữa cô Nhi nói tụi bay tụi bả hết trơn à. Anh Trung nói gì chuyên môn đi. Khi mà con vừa có tiếng hát lên á, chú Trung không nghĩ là con chỉ 7 tuổi đâu. Chú Trung nghĩ là con sẽ lớn hơn như vậy nhiều. Nhưng mà chú Trung quyết định chọn con là cái tiếng hát của con đầu tiên vừa phát ra ập vô tai chú Trung á, chú Trung nổi da gà liền. Trời ơi, rồi, và chú Trung quyết định là phải bấm con liền ngay lập tức luôn đó. Mà sau khi mà cái màn mở ra thì trời ơi, con không những hát hay
mà con được cái thần thái khủng khiếp lắm. Nên bây giờ chú Trung rất là thích con, không biết nói gì nữa, chỉ muốn là con về đội của cô chú thôi. Ly cà phê bán nè. Thôi Nhi, Nhi, bớt Nhi. À, em anh Nhi nói gì hay hay cho con chọn mình anh. Vậy là tự nhiên cái đứng lên cái rồ ra hết vậy trời. Sợ quá. Trong một đường đua con muốn là người chiến thắng thì chắc chắn phải có người đi cùng. Và cô với chú Thanh Duy sẽ là người đi cùng con. Trời ơi. Với chú Thanh Duy á, chú sẽ có những cái kho bài hát hợp với chất giọng của con. Và khi mà nghe giọng của con và khi bước thấy con bước ra sân khấu, cả cô Khả Như với chú Thanh Duy á là đã nghĩ trong đầu ngay. Chú Duy có một cái kho mà kho tàng bài hát cho con, còn cô Diệu Nhi có một cái mạng wifi đó con. Lên wifi là có nhiều bài hát lắm. Nó mà... cứ lấy đó nó chặt anh đó. Không phải đâu con, nhưng vấn đề là cái mạng nó nhiều lắm. Vấn đề cô Diệu Nhi có biết gõ từ khóa để ra cái bài hát đó hay không thôi. Có từ khóa đó. Dễ mà. Sợt gì nè, bài hát nào bé Minh Hằng hát hay và trong tuyệt đỉnh song ca nhí khiến cho mọi người vỡ òa nó ra. Trời ơi, sao chứ dài dữ vậy. Con có biết không, từ khóa đó là không có thật đó. Nên do đó con hãy chọn những cái điều tuyệt vời nhất. Có cô Khả Như với chú Thanh Duy thì không việc gì phải sợ. Con có sợ không? Bắt đầu sợ nhẹ. Thấy con bé nó đơ nhẹ đó. Con ơi, con đừng có sợ cô nghe. Tại vì cô thích con lắm á. Nha, con có sợ cô không con? Dạ không. Đó, à, hên quá, không sợ. Tại biết sao không? Bị dễ thương lắm mọi người. Trời ơi, sợ quá. Một hả? Cái khoảng lặng nhẹ nè. Mời cô Diệu Nhi. Mấy cô mấy chú ở đây ai cũng thương con, ai cũng vẫn thích vậy. Con hết trơn á. Nhưng mà cô chỉ muốn nói với con một điều này thôi. Nếu như mà con có nhã ý muốn về đội của cô đó, thì cái tinh thần của đội cô, cô muốn nói cho con biết là trên một đường đua đó, chiến thắng hay không không quan trọng. Quan trọng là trên con đường đó con để lại dấu ấn gì cho trong lòng khán giả. Con cảm ơn cô. Đi trên một đoạn đường mà quan trọng con để lại dấu ấn gì đúng không con? Cô chỉ sợ là con không có dấu ấn gì với đội này luôn đó. Vậy hả? Cả đội của chú Thanh Duy và đội của chú Hồ Việt Trung đều là những ca sĩ đi hát nhiều năm. Đó. Và kinh nghiệm sân khấu của chú với chú Trung á là coi như là ngang ngang nhau đó. Cho nên á là con giờ là tùy ở con thấy đội nào mà vui thì con về với đội đó. Đúng rồi, nha. Con thích đội nào đội con chú vui quá nè, con trời ơi, về đi. Trời. Anh ơi, như cái sở thú vậy hả? Thôi bớt bớt. Đội nào thì con cứ đi. Anh Nhi, ngồi xuống. Ok. Sợ đó hả? Sợ tôi nghe con. Mẹ sợ. Đừng có sợ con. Thôi bây giờ nè, về cái khả năng âm nhạc là anh Duy với anh Trung là khỏi bàn đúng không? Bây giờ là phải so sánh về cái khả năng âm nhạc của cô Diệu Nhi và cô Khả Như. Để làm sao để cho nó là ngang tài ngang sức mà có sự đồng đều. Bỏ qua đi, khỏi, đừng có so sánh. Để tôi hàng sớm tôi chủ trì công đạo tiếp cho. Nói giúp giùm chị sao cho chị khỏi hát đi. Đây. Hồi nãy á là mẹ Diệu Nhi có nói với con là về đây mình đi tới đâu mình để lại dấu ấn tới đó. Thì tự nhiên cái chú Lập mới nhớ rằng là cô Diệu Nhi đi tới đâu là lông rải tới đó luôn. Đó là một dấu ấn rất là ấn tượng luôn á con. Khi mà chú nghe được cái giọng hát của con á, cái giọng hát của con nó trong trẻo vô cùng. Con thử coi hai đội bên đây đội nào phiêu được như đúng. Con hoặc hơn con thì con về. Chính xác. Xin mời nói về phiêu đúng không? Này không ai phiêu bằng nghệ sĩ hài hết. Xin mời Diệu Nhi ạ. Đấy. Lên. Mình lên sân khấu luôn mình mới có cái thần đúng của rồi, sân khấu. Đúng rồi. Nhi ơi sao em quéo vậy Nhi? Em đi cái mạnh mẽ tự tin. Ủa sao chị cũng vậy vậy? Ứng ngực lên ơi. Đi mạnh mẽ lên. Trời đất ơi. Nào con gái, con đứng ở phía giữa nè. Nhi ơi, bớt phục vụ. Bây giờ là mình phục vụ bằng một câu phiêu nè. Cái câu phiêu nãy con phiêu sao? Con lên cái một nó lên nóc nhà cho chú. Lên. Yeah. Yeah. Đúng rồi. Đủ rồi. Đó, bây giờ là con gái cho chú mượn micro mời chị Như. Chết rồi. Sao chị Như chị gì giống như là ai xịt chừng 1000 chai keo lên mặt chị vậy? Cô lên. Cô chỉ nói như thế này. Thôi bây giờ tùy tâm con muốn về ai con về. Thôi đi cô ơi. Bây giờ phải thử thách. Cô phiêu cái câu đó cô không biết. Giờ cô hát bài cô phiêu được không? Được. Vỗ tay cho chị Khả Như. Bàn tôi sáng. Sáng làm gì anh? Nhìn anh lên chẳng được. Bạn tôi sáng nhìn anh lên dáng đường. Bạn tôi sáng đạp xe 20 cây số. Thằng đi giải thơm. Đưa
Ờ ha, cái chữ đó phiêu làm sao cho nó đừng có nhạy cảm ta. Đừng xuống, chạy xuống là mệt. Cô tới đó. Tới đó thôi, tới đó thôi chị ạ. Đủ lòng rồi, tụt quyết quá. Ừ, ok, chị truyền cái micro qua cho chị Nhi. Đó, Nhi nè. Một người rất là để lại ấn tượng tốt cho tất cả mọi người, đi đến đâu ấn tượng tới đó. Xin mời Diệu Nhi. Minh Hằng, cho dù có chuyện gì xảy ra, con hãy quên cái hình ảnh chuẩn bị bây giờ nha. Hay quá, lót đường trước hết rồi. Minh Hằng, con nghe không? Cô sẽ hát cho con một câu Chị Đi Tìm Em. Chợ nữa hả? Em ơi có nghe không tiếng chị? Con thấy không? Cái giọng cô rất là vang mà không cần micro luôn. Không cần micro nó vẫn vang như vậy. Ghê liền, ghê liền. Thật sự. Hay quá. Tại vì cô đem mic. Hay quá con. Đâu ơi. Có gạt được con nít đâu bây con giờ. Thông minh vậy lắm. Cái điều này mới thể hiện thấy rằng là con là một người có cặp mắt tinh tường. Thôi nhưng mà bây giờ con chỉ cho cô hát một câu nhẹ thôi. Nhẹ thôi, trời ơi. Nó bỏ con ơi, bây giờ đừng hát nữa. Nhưng mà không có thử thách nữa. Nhưng mà không, thử thách là hát gần nữa, hát nhẹ thôi. Cái nãy là cô hát nhẹ rồi đó. Nhẹ hết mức rồi con ơi. Chưa, bé chưa chịu. Con ơi, bây giờ là con thi á, chứ không phải là hai cô thi. Nên mình bớt thử nhau được không con? Vậy thôi tràn về đi chứ đừng nữa là thử nữa. Lộc ơi, cảm ơn em đã giúp anh làm cho hai cái nhân vật phụ nữ đó lên đây hát cho tất cả quý vị nghe. Là bởi vì tuy là đội nhà em á không có gạt cần, nhưng mà bản thân em vẫn muốn thử sức là coi mình gằn giọng được tới đâu, hoặc là mình luyến lấy như thế nào sau những cái từ ngữ trong một cái âm nhạc đó anh. Ừ đó, nói làm luôn em. Bây giờ là hát bài Chị Đi Tìm Em hay là Bạn Tôi Sáng Nhịn Ăn? Chị Tôi Sáng Nhịn Ăn. Ok. Bây giờ là em xin chỉnh sửa một vài cái lời hát chút xíu để phù hợp với không gian bây giờ ạ. Chị tôi sáng nhìn ăn lên giang đường. Chị tôi sáng đạp xe 20 cây số. Chị đi giày thêm. Chị đi tiếp thì cho lại đi anh ơi. Lấy lại đi xù ơi, sợ quá. Anh xin lỗi Lập, nói chung là anh cũng cảm ơn em rất là nhiều vì cái pha hề hước này. Không sao. Hối tay cho Huỳnh Lập về chỗ. Không sao. Em hoàn toàn không muốn mang đến một tiết mục gì hoành tráng đâu. Tại vì em là diễn viên hài mà em muốn mang đến giá trị về tiếng cười. Vui không con? Dạ không. Giờ về luôn. Tạm biệt chị bé, bye. Trời ơi, nói làm chi. Lập ơi. Trời ơi. Xin phép được cười nữa mét. Rồi. Không. Em quyết định mà em đã từng nói với chương trình, em mang đến màu sắc sang trọng, em không làm trò. Vâng mọi người. Nãy giờ Lập vẫn sang trọng đúng không mọi người? Đúng quý vị. Vâng, cảm ơn mọi người. Bây giờ con gái ơi. Dạ. Con quên hết tất cả những gì phía nãy nha. Dạ. Bây giờ phải bình tĩnh lên. Con nghĩ là con sẽ về với đội của cặp cô chú nào? Dạ. Để tỏa sáng ở vòng sau. Dạ. Suy nghĩ và đưa ra quyết định. Dạ. Dạ hoài vậy. Suy nghĩ đi. Suy nghĩ nè. Ai bấm chọn Minh Hằng trước vậy ta? Trong một đường đua, con muốn là người chiến thắng thì chắc chắn phải có người đi cùng. Và cô với chú Thanh Duy sẽ là người đi cùng con. Con muốn về đội của Bạn Tôi Sáng Đạp Xe 20 cây số. Em ơi có nghe không tiếng chị? Chú Hồ Việt Trân. Yeah! Dễ thương con, chạy xuống luôn. Dễ thương quá con ơi. Vì cái khả năng hát mà để micro mà xa đến vậy mà vẫn có thể nghe được. Diệu Nhi em xuất sắc quá rồi Diệu Nhi. Cảm ơn cô chú. Trả lời cho tôi nghe đi, tại sao bắt tôi hát muốn chết? Bắt xỉu lên xỉu xuống mà không chọn tôi. Thật ra thì chị Như ơi, mình nên mình là diễn viên mà, đặc biệt là mình là diễn viên nữ nữa, cho nên là mình cần tìm cái nét diễn gì đó nó điềm đạm, nó tinh tế chút xíu. Dưới lố quá em nó chê nha chị nha. Ừ. Ê còn Lập ơi, chị nói em nghe này, tại em là diễn viên hề đó, mà diễn không có hề đó, bớt diễn lại đi. Ủa, hai chị em thương yêu nhau quá vậy.
gọi con sông cầu làng báo xanh ngang lưng làng quan họ xanh xanh làng quan họ quê tôi những chiều bao thương nhớ tiếng ca đầu ngọn gió nón quai thao người ơi nón quai thao nói gì người ơi nóng kéo dài, nắng quên thôi, nắng như thiêu như đốt, nắng lột da non héo mòn da trắng, tắm nắng cũng đen thùi, kéo theo một mùi bệnh dịch, nắng phát cộc, phát hờn thanh xuân. Thì hôm nay, mưa trên quê hương đi ngang qua, kéo theo sấm chớp. Ý lộn, đọc lại nha. Thì hôm nay mưa trên quê hương đi ngang qua kéo theo sấm chớp, tầm nhìn xa cũng thấy, gần thì khỏi hỏi làm gì. Gió giật cấp 7, cấp 8, có khi giật như giật đồ. Vùng trời bình yên hôm nay đã được trả lại. Và thưa quý vị khán giả, sau cơn mưa trời lại nắng. Và Hãy
trâu lòng già dọc niềm vui vơi vơi. Cơn mưa rất là mát lành dành cho tất cả mọi người ngày hôm nay. Không biết là ý kiến của ban giám khảo như thế nào ạ? Xin mời cô Phương Dung trước ạ. Con có một cái giọng hát rất cao nhưng mà không có sét, và con hát rõ lời. Cái thứ hai nữa, giọng con dày và dài. Cái bài hát này sự dàn dựng rất đẹp, dễ thương. Và cô cũng mong là trong tương lai con đi một cái bước đường ngắn để con nổi tiếng cho ba mẹ con vui. Giống như là chị Phương Dung nói thì hát tốt. Và cái màn mở đầu đó, đoạn mở đầu rất là dễ thương. Dạ. Lúc mà kể chuyện làm cái người mà tin tức thời tiết đó, rất là dễ thương. Duyên dáng. Duyên dáng vô cùng. À, nhưng mà mấy cái nốt thấp á, hơi bị mờ nha nàng. Dạ. Và cái chỉ có nửa bài sau là bé mới là thực sự là
nhập tâm và thấy thoải mái. Còn nửa bài đầu hình như cũng vẫn chưa ổn lắm phải không? Chưa nóng máy. Vâng, chưa nóng máy. Nói chung là một màn trình diễn để lại ấn tượng cho người xem. Rất là ngọt ngào, cô mà nhắm mắt lại cô nghe giống như đang nghe đĩa. Wow. Sao mà ca ngọt dữ vậy trời. Cảm ơn cô ạ. Mà duyên lắm con ơi. Cái bài này rồi thêm cái thần thái con khi diễn cái này, cô thấy cô thú vị lắm. Và mong là cái con đường đi của con đối với âm nhạc, con sẽ luôn nhớ những cái bước này, những cái bước đầu tiên trong cái chương trình này đã cho con tự tin, đã cho con phát huy hết tất cả những cái tài năng của con. Và những ngày tháng đẹp đẽ sẽ luôn chờ trước mắt con. Cảm ơn con Gia Quyên. Con cảm ơn cô ạ. Xin được cảm ơn hội đồng ban giám khảo. Thật sự phải nói con đã tưới mát tâm hồn thật sự luôn. Mọi người đang cảm thấy rất là thoải mái và dễ chịu với tiết mục của con. Không biết là cảm xúc của anh Thanh Duy và chị Khánh Như như thế nào ạ? Xin mời. Khi mà con nghĩ tới tiết mục này, ý tưởng và dàn dựng tiết mục này là nhân dịp là Sài Gòn mình dạo này nóng quá. Kiểu mà nóng chịu không nổi, nóng quá trời nóng luôn. Cho nên con nghĩ là có một tiết mục mà hát về những cơn mưa, và cơn mưa tưới mát tâm hồn mà sẽ rất là vui. Cho nên là con đã dàn dựng tiết mục này cho Gia Quyên. Và Khả Như là cái người đã dạy Gia Quyên. Tại vì thường Gia Quyên khi mà tập á, bé rất là hay giỡn. Bé hay kiểu nói chuyện giọng của chị Google. Thì con thấy là khi đó con nói lại cái câu mà cái câu mà con bị mất cái đoạn cuối á, con định nói cái gì á, con nói lại cho mọi người nghe. Và bây giờ đấy, bài hát Mưa Trên Quê Hương, nhạc sĩ Minh Châu trình bày Gia Quyên, xin được phép bắt đầu. Dễ thương. A hi hi nữa con ạ. A hi hi. Mà hồi nãy lúc con, lúc mà ban nhạc bắt vô là bé nó có liếc ban nhạc không vậy? Dạ có liếc nhẹ. Ờ dạ. Trời ơi cái nét đó duyên lắm á nha. Hờn á. Tao nói hờn, tự nhiên xuân, à. Dạ. Ờ tao đang nói chuyện tự nhiên vô nhạc cái nó hờn cái mặt. Nít là vậy cô hả? Rất là đáng yêu. Dạ. Dạ cảm ơn các cô chú ban giám khảo. Tại vì thật sự thì đối với Gia Uyên thì con với anh Thanh Duy cũng đã nhận ra được cô bé này có rất là nhiều tiềm năng. Và con hy vọng là những ngày sau này của con, nếu như có niềm đam mê âm nhạc thì con sẽ tỏa sáng. Và cô tin là cô sẽ gặp con ở đâu đó trong lĩnh vực diễn xuất, bởi vì con cũng có khả năng diễn xuất nữa. Rất là linh hoạt và cô cảm thấy mát mẻ với cái giọng hát của con. Mát mẻ luôn hả? Rất mát mẻ. Và rất mát mẻ. Cảm ơn con đã đến với cô chú. Cảm ơn cô chú ạ. Cảm ơn một ca khúc rất là mát mẻ. Một tràng hối tay cho Gia Uyên. Tâm hồn người biệt ước.
Thưa quý vị, có thể nói đây là một thí sinh cũng rất đặc biệt của chương trình chúng tôi. Bởi vì lần nào thì cậu bé này cũng chọn những cái bài hát mà ngay cả những ca sĩ người lớn đôi khi cũng còn cảm thấy vất vả, chứ đừng nói chi là một cậu bé như thế này. Lần trước quý vị còn nhớ không ạ? Bé đã chọn cho mình cái bài hát là Thư Pháp, lần này thì là Mái Đình Làng Biển. Đều là những cái bài hát mà cần một cái quãng giọng rất là rộng và một cái nội lực cần đủ có để có thể trình diễn được. Và con thấy không, vừa rồi con hát cái khán giả vỗ tay quá trời luôn, có nghĩa là phần trình diễn của con đã thành công. Chúc mừng con nha. Cảm ơn chú. Xin mời giám khảo Hoài Linh. Con biết luyến lấy nhấn nhá đúng nơi đúng chỗ. Tuy nhiên là đối với cái tuổi của con á, để xử lý mấy cái bài này á, cô chú anh chị lớn á, cũng đã xử lý còn khá vất vả chứ đừng nói gì con. Nhưng mà muốn cho nó hay hơn, để cho nó ngọt ngào hơn nữa, thì chú muốn con nếu mà chọn cái thể loại nhạc này thì con phải thì cần cái độ ngọt và độ chín. Con hát lại cho chú nghe. Ôi vuốt cong mái đình. Ôi vuốt cong mái đình, ơi nước non ân tình, hồn Việt Nam như thế. Thua bên mê. Tức là chỉ có một cái chỗ mà con xử lý đúng hai chữ thôi. Chú cần con hát hai chữ là ôi vuốt cong mái đình, nó sẽ ra cái bài hơn, đúng không? Nhưng mà hy vọng rằng khi con về được với huấn luyện viên của con thì chú ấy sẽ làm cho con những cái khác hơn. Em đang nghe, em thắc mắc là tại sao anh Hoài Linh lại nhận xét về cái bài này một cách chi tiết, nó sâu sắc đến như vậy. Cái sau đó em mới vỡ ra trong đầu em rằng, thì ra anh Hoài Linh đã từng hát cái bài này rồi. Và ông chỉ hát không đâu, mà còn hóa thân thành một cô gái nữa. Đó. Cho nên quý vị bây giờ thử lên trên mạng, bấm Hoài Linh Mái Đình Làng Biển coi, bùng một cái hiện ra một cô gái đẹp, tuyệt đẹp, hát cái bài này hay lắm, là ảnh đó. Yeah. Thật sự ra là chính bản thân chú lớn rồi mà chú... Nhiều khi chú cũng tập tành chú hát, nhưng mà cái này là âm hưởng của Bắc Bộ, nó có một chút xíu ca trù ả đào trong này, cho nên là cái độ luyến lấy nó hơi khó. Chú đây mà chú còn chết lên chết xuống với nó chứ đừng nói gì con. Chúc mừng con, chú chọn con. Dạ, chúc mừng con. Sự lựa chọn đầu tiên đến từ giám khảo Hoài Linh, mời cô Thanh Hằng. Cũng như là chú Hoài Linh nói đó, cái bài này nó phải có những cái luyến lấy đó mới đỉnh đó. Nó đặc biệt là ngay chỗ đó là phải như vậy. Cho nên là con nếu mà về đội mà thầy có dạy con thì thầy cũng nhớ. Ví dụ mà có những cái bài như thế thì là con cố gắng cho nó sâu vô chút xíu nữa nha. Cô chọn con luôn đó. Dạ con cảm ơn cô. Cảm ơn cô Thanh Hằng. Và mời chú Thanh Bạch. Chú đồng ý. Cảm ơn chú Thanh Bạch. Con được vào vòng trong. Cảm ơn các vị giám khảo. Chạy về với thầy giáo của mình nào. Màn đêm không trăng mịt mù, mọi người thì đang nguyên nào giả vũ, chẳng có ai trông giống em. Mùa nàng lọ lem tóc rối vụ xù, chặng đường đầm hoa lung linh rực rỡ như biết bao cô gái kia. Đừng muốn bảo em ơi đã có ai, hoàng đi đến cho em một ước mơ. Cứ từ từ lên nhé để cùng chiếc chan nụ cười, cười được vượt tới nhẵn mỗi đêm về, mang ước mơ yêu đời. Đừng buồn ta thêm nữa, ta sẽ luôn bên nhau trong những tâm hình sắc màu. Cười cùng selfie nhẹ để tâm hồn luôn chiếc chan nụ cười. Selfie selfie nha, selfie selfie nha baby. Selfie selfie nha, selfie selfie nha lúc này. Selfie selfie nha, selfie selfie nha baby.
em một ước mơ. Cười thật lên nhé để khung thành luôn trên chan nụ cười. Cười thật gặp tình ngắn mỗi đêm về mang ước mơ yêu đời. Đừng mình ta thân nữa, ta sẽ luôn bên nhau trong những tâm hình sắc màu. Em cùng selfie nhé để tâm hồn luôn trên chan nụ cười. Selfie selfie nha, selfie selfie nha. Selfie nha, selfie, selfie nha, baby. Selfie nha em ơi, wow wow oh, lung linh. Selfie, selfie nha, selfie, selfie nha, baby. Selfie, selfie nha, selfie, selfie nha, lung linh. Selfie, selfie nha, selfie, selfie nha, baby. Come on, come on. Selfie nha em ơi, wow wow oh, lung linh. Khoan khoan, cho chú chụp hình nữa. Cho chú chụp hình nữa, mình selfie tấm nữa nha. 1, 2, 3. Cảm ơn tất cả các bạn của vũ đoàn bước nhảy. Cảm ơn con trai nha. Con trai trong vai hoàng tử. Rồi, cô bé Lò Lem cuối cùng cũng đã hóa thân thành nàng công chúa. Trời ơi, hôm nay con mặc cái bộ đồ màu xanh này con biết giống ai không? Giống cô nào? Chú. Không, cái màu này của chú đậm đà hơn con. Con thấy giống màu của cô nào, chú nào ở đây? Dạ, cô Thanh Hằng. Hả? Chú lại thấy cái cô ngồi kế cô Thanh Hằng là mới giống con hơn đó. Cô Đoan Trang. Đó, rồi trên đầu cô Đoan Trang cũng đội cái băng đô giống như là con đang đội cái vương miện dễ thương nè. Cho nên thôi bây giờ cô bé Lò Lem, nghe mẹ cô bé Lò Lem góp ý nha. Chú ưu ái cho em quá rồi chú ơi. À, làm mẹ không chịu hả? Vậy thôi mời dì ghẻ của cô bé Lò Lem nói. nãy có bốn bà, giờ thêm bà này nữa năm bà. Hai bà, bốn bà dì ghẻ. Rồi. À, cái bài của con thì con tập bao lâu rồi, nói cô nghe. 2 tuần. Con thấy thời gian đó là có đủ cho con tập chưa? Con đã nhuần nhuyễn chưa đó? Nó nhuần nhuyễn chưa, đúng rồi đó. Dạ rồi, nhưng mà con còn thiếu hơi kìa một khúc. Đúng rồi, đúng rồi. Cái chuyện mà con thiếu hơi á, cô mừng là con nhận ra cái đó. Tại cái đó là một trong những cái quan trọng nhất khi mà mình hát. Rồi thêm cái nữa mình có động tác nữa, mà mình không có đủ cái hơi á, thì mình sẽ bị chạy nhịp. Rồi mình sẽ ngân, rồi mình nhả chữ, rồi nó cũng không có đẹp nữa. Đó cần mình tập kỹ lại. Cái thứ hai nữa là cái nốt của mình á. Con hát á, có những cái nốt của con nó chưa có chuẩn xác. Nhất là cái bài này á, nó đơn giản thôi như bị là rất là nhiều cái câu nó chạy nốt. Tuy nhiên cái bài con rất là đáng yêu. Nhất là cái chỗ mà con chụp hình selfie á, con có hai cái lúa đồng tiền ở đây nè. Cho nên là đáng yêu lắm. Cảm ơn con nhiều. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô Đoan Trang. Dạ, mời ý kiến thêm của người hay đóng vai dì ghẻ nữa. Dạ. Mời cô Thanh Hằng. À, nhưng mà trong này thì có cô Đoan Trang đóng vai dì ghẻ rồi, thì thôi bây giờ cô đóng vai mẹ ruột đi. Dạ, mẹ hiền phải không ạ? Mẹ hiền, người mẹ hiền. Cô rất là thương, thương với cái tâm hồn mà hồn nhiên của tụi con. À, mặc dù tụi con có sơ sẩy chút xíu cái điểm đó để phải sửa lại, chỉnh lại không sao. Đối với cô nghĩ tụi con rất là sáng, rất là giỏi mà rất là lanh nữa. Cho nên cái điều đó sửa lại được. Được ha cô Đoan Trang ha. Hy vọng, đó, hy vọng. Sẽ thương được. Tụi con á, thì các cô chú ở đây thương ghê lắm. Nhưng mà cô vẫn như là hồi nãy cô nói, cô muốn người ta coi tivi á, người ta sẽ thấy là ô Quỳnh Như ngày hôm nay, trời ơi, khác thi cái cuộc thi kia ha. Thấy tiến bộ hơn nhiều ha. Hoặc là người ta nói là wow, thử tài siêu nhí, công nhận toàn là mấy đứa nhỏ rất là giỏi. Chứ không phải là mình cứ dễ dãi rồi cứ qua. Thì cái đó nó không phải cái tiêu chí của các cô chú. Yeah. Cảm ơn cô Đoan Trang. Đó là tâm huyết mà các cô chú muốn dành cho các con, để các con ngày một tốt hơn.